Hello, welcome to lesson 7. Chào mừng đến với bài số 7. Trước khi học bài này, mình nhắc lại các bạn lại ôn lại bằng Anki bài số 1 đến bài số 6. Nội dung hôm nay như sau. Pronouns, đại từ. Hôm nay mình học thêm một vài đại từ mới. Và cấu trúc there is và there are. Ok, hôm nay sẽ có 5 từ mới. Rồi, phần đầu tiên, đại từ this, these, that, those. Rồi, this là dùng để nói những danh từ số ít ở gần. Ok, số ít này và ở gần ngay người nói ấy. Có thể dịch là đây, cái này, người này, đúng không? Tức là gì? Nó vừa dùng cho danh từ, vừa dùng cho vật mà vừa dùng cho người. Rồi, ví dụ này. This car is blue. Ok, các bạn nhìn vào cái ông này nhá. Và cái ô tô này nó gần. Gần ông ấy thì mình dùng this, đây là, đúng không? This car, chiếc ô tô này, đúng không? Nó đứng trước danh từ. This car is blue. Cái xe này màu xanh, ok? Hoặc một câu tương tự với câu trên đó là this is a blue car. Đây là một xe ô tô màu xanh, đúng không? Đấy, thì bản thân cái từ this này nhá, nó là đại từ mà. Nên là nó có thể làm chủ ngữ trong câu được. Hoặc nếu không làm chủ ngữ thì nó đi kèm với một danh từ để làm chủ ngữ. This car is blue hoặc là this is a blue car. Các bạn cứ dịch theo kiểu tiếng Việt bình thường thôi. Chiếc xe này đúng không? Màu xanh hoặc là đây là một chiếc xe màu xanh. Ok. Rồi these. Thì nếu mà ở bên này là số ít rồi đúng không? Nếu mà số nhiều, 2 trở lên mà ở gần thì mình dùng biến đổi cái thằng this này thành thằng these. Ok, cái này đơn giản chỉ là số nhiều của cái này thôi. Rồi, these. Đây là âm cắn lưỡi và có rung. Ok, cắn lưỡi nhá, nhớ cắn lưỡi. Ok, these. These. Ok. Nó dùng được nhỏ, để nói những danh từ số nhiều ở gần. Ok. Và có thể dịch là những cái này, những người này, đúng không? Rồi, ví dụ này. These doctors are good. Những người bác sĩ này rất là tốt, đúng không? These doctors. Nhớ là danh từ của nó là số nhiều nhé. Hoặc là these are good doctors. Những người này là những người bác sĩ tốt, đúng không? Tương tự với bên này thôi. Chỉ một cái là dùng ít và một cái dùng cho danh từ số nhiều. Tương tự từ that này là để nói những danh từ số ít nhưng mà ở xa. Nó tương đương với từ this nhưng mà để nói những vật ở xa thì mình có thể dịch là kia, cái kia, người kia, đằng kia kìa, đúng không? Ví dụ này, đây rồi các bạn nhìn vào cái hình này, bà này, cái xe ở xa bà ấy, đúng không? Thì mình có thể nói là that car is blue. Cái xe ô tô đằng kia kìa là màu xanh. Hoặc cái câu tương tự that is a blue car. Kia là, đúng không? Kia là một chiếc ô tô màu xanh. Ok. Tương tự trong trường hợp là ở xa mà số nhiều thì mình biến đổi từ that này thành từ those. Ok. Âm này cũng là âm cắn lưỡi có rung này, those, that. Those, ok. Dịch, có thể dịch là những cái kia, những người kia, số nhiều mà, đúng không? Phải những thôi. Rồi, those are the doctors. Đằng kia kìa, là những người bác sĩ, đúng không? Those are doctors, hoặc là those doctors are good. Rồi ở đây mình sẽ có một cái hình này mà nhìn vào thì các bạn sẽ hiểu ngay này. Ok, một này, ở gần này đúng không? Nhìn cái ngón tay này và cái quả táo, một ở gần. This, các bạn có thể làm hành động theo để nhớ ha. This, ok, số một, this. These, nhiều ngón tay vào. These, this, these, ok. That's. That, một cái ở đằng xa. That, nhiều cái ở đằng xa. Those, those. Ok. Rồi, chỉ cần cái hình này là đủ rồi.
Rồi thì mình sẽ có cấu trúc với bốn từ này như sau. This is. This mà. This thì là số ít mà. Thì đi với is đúng không? This is hoặc là this cái gì đấy is đúng không? Tương tự these thì đi với are số nhiều mà đúng không? These are hoặc là these cái gì đấy are. That is hoặc là that cái gì đấy is. Those are hoặc là those cái gì đấy are. Xong rồi thêm cái thành phần đằng sau. Rồi thêm một cấu trúc nữa là there is và there are. Rồi các bạn nhìn vào đây thì is thì đương nhiên là đằng sau nó phải là số ít hoặc không đếm được rồi đúng không? Còn are thì đương nhiên là đằng sau phải là danh từ đếm được số nhiều đúng không? Rồi there is cấu trúc này có thể dịch sang tiếng Việt là có và nó dùng cho danh từ số ít và hoặc danh từ không đếm được. Ví dụ này, there is a car. Có một chiếc ô tô. Đấy, dịch là có mà. There is a car. Có một chiếc ô tô. Hoặc là there is water. There is water. Có nước. Đấy, nghĩa dịch ngắn gọn thế thôi. Rồi, there are thì cũng là có nhưng mà dùng cho danh từ đếm được số nhiều. Ok, to be là are mà đúng không? Rồi câu ví dụ này. There are six, 6 doctors. There are six doctors. Có 6 ông bác sĩ, đúng không? Thì doctors này phải có S. Ok. Rồi các bạn xem tiếp video để ôn tập từ mới của bài hôm nay. Hoặc các bạn nhấn vào phần Anki bài số 7. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!